Đối với nhiều khán giả người Việt TV, thưa quý vị, năm nay là năm kỷ niệm thứ 40 năm cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này thì Nhật báo Người Việt trong năm nay cũng đó một cái dự án đặc biệt gửi phóng viên đi một số nơi mà có cộng đồng Việt Nam tập trung lớn nhất để viết một số bài về những cái về đời sống người dân vân 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 vân. Cũng như chúng tôi cũng có một số độc giả gửi bài vào công tác. Và chúng tôi đã xuất bản cái cuốn sách tựa đề là Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị. Ngồi cạnh tôi là phóng viên Ngọc Lan, là cái người cũng được cử đi một số nơi ở các tiểu bang Hoa Kỳ và viết bài nghiên cứu về cộng đồng người Việt, cũng như cô cũng là một cái người mà gọi là tham gia biên tập cuốn sách này. Và hôm nay chúng tôi muốn hỏi cô một ít về cuốn sách này. Chào Ngọc Lan. Chào anh Đỗ Dũng, kính chào quý khán giả Người Việt TV. Tại sao cuốn sách này dày dữ vậy? Nó dày là bởi vì nó quá nhiều, 40 năm gom lại trong một quyển sách thôi, cho nên nó phải dày. 40 năm gom lại trong một quyển sách, cái chủ đề nó 40 năm nó có vẻ rộng quá. Thì khi mà làm cái chuyện này, ban biên tập báo Người Việt chọn chủ đề nào, chứ không thể chọn mọi thứ được. Tôi biết là mặc dù là nó có nhiều thứ, bởi vì nếu mà chọn tất cả mọi thứ thì nó không phải là dày, mà nó có lẽ là dày tới mấy chục lần như vậy. Nhưng tại sao mình mặc dù cái này là dày, nhưng mà tôi biết là gom lại thì họ dựa trên những cái chủ đề nào, tập trung vào những cái chủ đề nào? Mình có 12 cái chủ đề nằm ở trong này. Nó sẽ rải dài bắt đầu từ cái hồi ức về 30 tháng 4. Hồi ức về 30 tháng 4, rồi hồi ức về hành trình vượt biên, rồi hồi ức những ngày đầu đến Mỹ để khởi dựng cái sự nghiệp ở đây. Rồi từ những cái hồi ức đó bắt đầu đến cái cộng đồng ở đây đã hình thành như thế nào ở miền Nam Cali, ở miền Bắc Cali và rộng ra ở vùng Houston, Texas và nhiều vùng lân cận khác nữa. Thì đó là nội dung của cái quyển sách này. Mới cái nói hồi ức thì nó dày, nhưng mà ngoài hồi ức ra, trong hồi ức nó có gì nữa Thì như đã nói với anh đó, là có nghĩa là ngoài cái hồi ức ra không? thì nó còn có sự hình thành và phát triển cộng đồng ở đây. Hình thành phát triển cộng đồng đây, nói vậy nó vẫn chung chung. Hình thành phát triển nó là gồm có gì? Ví dụ như là xây nhà nè, ổn định cuộc sống nè, đi làm nè, sinh sống nè, cưới chồng gả vợ vân vân, đủ thứ. Có cái gì Tức đặc biệt trong là này không? thấy anh Đỗ Dũng hỏi rất là bắt bí, rất là phải làm Không phải bắt sao để bí cho nhưng Ngọc mà Lan nói ra được hết, là trong những cái hình thành cái cuộc sống đó đó thì người mình đến đây đã làm những cái nghề nghiệp gì và phát triển ra sao. Ví dụ như là ngay cả anh Đỗ Dũng, anh cũng đã đi đến nơi mà người Việt Nam mình đã bắt đầu khởi nghiệp bằng cái nghề là gì? Mổ bò, đúng không? làm bò làm Đã bò làm bò, mổ bò. Đó đó là những cái tiêu biểu mà mình sẽ làm. Ví dụ như người thì đến vùng Centerville để coi cái người Việt của mình đã lập nghiệp và làm giàu bằng cái nghề nuôi gà, hay là đến những cái vùng khác như là Florida để coi người mình làm nông như thế nào, rồi lên vùng San Jose thì lại bắt đầu với công ty startup như như ra làm sao, hay là xe lunch. Thì đó là những cái cụ thể và nó nhiều cái chi tiết nữa thì nó mới gom lại ở trong 700 trang. hình như là chỉ đi trong nước Mỹ thôi chứ có đi chỗ khác. Ví dụ tôi nói là có đi tiểu bang sát xa xa chẳng hạn Đi trong Alaska, nước là Mỹ, Hawaii. Nước Mỹ thì là nhưng 48 mà lục 48 điều tiểu bang lục địa, còn hai cái tiểu bang xa xa có đi không? Hawaii. Hawaii bên đó có gì đặc biệt? Hawaii thì có nghề lái taxi, có nghề câu cá ngừ đại dương. Đó thì đó là cũng là những cái phần được cover ở trong quyển sách này. Theo tôi đếm thì cuốn sách này nó dày khoảng 700 trang. Tất cả có bao nhiêu bài trong đây Ngọc Lan? 73 bài. 73 bài và hình ảnh rất là đẹp và rất là chi tiết. Cái này thì bỏ những bài Ngọc Lan ra, bởi vì đương nhiên những bài đó phải là những bài hay rồi. Bây giờ ngoài những bài người khác thì Ngọc Lan thấy có cái những bài nào mà có thể nói là phản ảnh được cái đặc điểm của cộng đồng Việt Nam trong 40 năm qua, mà Ngọc Lan thấy xứng đáng trong cuốn sách này? Cho hai cái ví dụ rồi lát nó sẽ cho Ngọc Lan phần thưởng. Wow, cái đó nói như vậy thì hơi khó quá nhỉ? Tại vì nó là mỗi một cái 12 cái đề tài thì mỗi một cái đề tài nó là một cái mảng. Đúng. Thành ra nó không thể có cái bài nào mà nó bao gồm được hết. Không không, mình biết là Đúng không bao không? gồm, nhưng mà chọn nó bài theo ý của Ngọc Lan, mà ngoại trừ những bài Ngọc Lan ra. Khó quá, Đỗ Dũng hỏi khó quá. Tại vì ngoài bài Ngọc Lan ra thì đương nhiên anh không cho chọn bài Ngọc Lan, thì Ngọc Lan cũng cũng không không chọn chọn bài bài của của anh Đỗ luôn. Dũng Đúng vậy luôn, luôn, đúng đúng không? vậy Cái đó luôn. là công bằng. Có lẽ cái bài mà Ngọc Lan cảm thấy là gây cho mình cái xúc động nhiều nhất đó, đó là bài của một độc giả. Đó là bài Không Phải Tạm Dung của tác giả Lệ Hoa Wilson. Thật Tại sự sao? cái Tại bài đó sao? rất hay. Tại vì hồi hồi trước giờ mình hay nói khi người mình là người
tị nạn, di dân thì mình nói đây là mảnh đất thứ hai, là quê hương thứ hai, và coi đây là chốn tạm dung, đúng không? Mình hay nói cái từ đó, nhưng mà qua cái bài này của tác giả này không phải chốn tạm dung, tức là họ khẳng định đây chính là quê hương của mình. Mình hãy sống, mình làm việc, mình cống hiến, và mình hãy coi đây là tất cả cái gì mình làm ở đây, để cho đời con, đời cháu mình nó trưởng thành nó lên. Và từ cái ý đó đó, từ cái ý của cái bài này Ngọc Lan nói, nó là bao trùm cho cái việc mà khi mà Báo Người Việt đưa các phóng viên đi các nơi mới thấy được mình đã giống như là bén rễ, đâm chồi và trưởng thành ở đây là làm sao. Bài thứ hai hay nhất, ngoại trừ bài của Lệ Hoa Wilson. Đương nhiên bài thứ hai trừ bài này ra hả, suy nghĩ một chút. Chắc là cái bài đó là bài Tháng Tư Năm Ấy của tác giả Nguyễn Tất Đạt. Năm ấy là năm nào? Năm ấy tức là năm 1975. Bài đó là của một Nguyễn Tất Đạt, là một cựu sĩ quan tâm lý chiến, cũng là của tác giả. Có nghĩa là Ngọc Lan đã, anh Đỗ Dũng không cho Ngọc Lan chọn bài, Ngọc Lan không cho chọn bài Đỗ Dũng, thì Ngọc Lan không chọn bất kỳ một phóng viên nào hết, chỉ là bài của những độc giả gửi tới. Như vậy là không có can đảm tiếp tục. Ok, sao cũng được. Thì cái bài đó viết về cái tâm tình của một người lính đã chứng kiến cái biến cố 30 tháng 4 như thế nào. Thì nó thật sự là rất xúc động. Ngọc Lan không có ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mà đọc cái đó để hiểu được cái tâm tình của những người, nhất là người lính ở trong giai đoạn đó ra sao. Ở đấy Ngọc Lan chọn hai bài đều nói về cái chuyện mà cách đây 40 năm. Bây giờ cho Ngọc Lan thêm một cơ hội nữa. Đâu, bài không phải tạm dung là bài ở đây. Đúng chứ. Rồi, đúng rồi, ở đây, nhưng mà cũng còn chung quá. Thì bây giờ kiếm một bài nào đặc biệt nữa mà nói về một cái ngành nghề gì đó mà trong thời gian qua, trong một cuốn sách này mà tiêu biểu của nước Mỹ, mà cũng không phải của Ngọc Lan, không phải của Đỗ Dũng luôn. Ngành nghề, anh muốn bài ngành nghề, đúng không? Một ngành nghề nó để cho người ta biết chứ, trong cuốn này ta... Bây giờ nếu là ngành nghề thì không phải của Ngọc Lan, không phải của Đỗ Dũng. Như vậy thì chọn bài Nghề Silent được không? Rồi, làm sao cũng được. Nghề Silent ở San Jose của tác giả Thiên An. Tại sao bài đó đặc biệt? Bài đó đặc biệt là bởi vì cái việc mà giá một cái từ một cái nghề bán silent mà đã làm nên một cái cơ nghiệp của Lee Sandwiches thì làm sao không đặc biệt được. Ngọc Lan có thể nói thêm chi tiết chút xíu rồi người ta khán giả của chúng ta khi mà nghe người ta không hiểu từ silent qua Lee Sandwiches là gì, có thể cho thêm chút xíu chi tiết vô được không? Chút xíu chi tiết nữa hả? Anh này cái gì cũng muốn phải chi tiết, phải chi tiết, mà nếu mà chi tiết mình quá thì đâu còn mua sách để làm giả. Gì không, đúng không? Khán giả không, 700 trang nhiều lắm, mình nói sơ sơ rồi, nhưng mà cũng phải tương đối chứ đừng có vắn tắt quá. Ai cũng biết cái doanh nghiệp mà Lee Sandwiches khởi sự từ những chiếc Silent. Thì cái chuyện mà hai vợ chồng đó đã đặt cái chiếc Silent đầu tiên như thế nào, ở những cái nơi làm việc của người bản xứ ra sao, rồi để từ đó để chiếc Silent đó để phát triển lên thành một cái cửa tiệm bánh mì, rồi từ một cửa tiệm bánh mì này nó trở thành một cái franchise ở nhiều tiểu bang ở đây. Em nghĩ chi tiết như vậy là được rồi đó. Đúng rồi. Anh nhưng hỏi mà, thêm nó cũng nhưng nói mà không? Người ta có thể một số người không biết Silent là gì. Silent là cái xe giống như cái xe mà RV ấy, thưa quý vị. Nó giống như cái xe van mà nó bự hơn, trên đó có bếp nút, có đủ thứ đồ ăn. Tới giờ người ta nấu, người ta chạy đến những cái hãng xưởng, người ta bán cho vậy. Công nhân ăn, tới giờ nó ra có nửa tiếng, người ta mua ra ăn xong, người ta vô làm, cái đó gọi là Silent. Trời, chị biết gì hồi nãy không nói đi, còn thì hỏi bởi chị. Tại vì không nói là anh có biết hay không thì anh mới okay. Nói. Rồi, yeah. Bây giờ cho Ngọc Lan một ân huệ, cuối cùng hồi nãy tôi nói là tôi có thưởng. Trời, có ân huệ. Tôi có thưởng nhưng mà cũng cứng đầu cứng cổ, tôi định tôi không thưởng nhưng mà thôi mình vẫn phải thưởng cho em út. Bây giờ trong những bài Ngọc Lan viết, bài nào ưng ý nhất, tại sao, xin nói cho nghe coi. Bài nào ưng ý nhất hả? Của Ngọc Lan nha. Ok, ít ra cũng phải vậy chứ. Thế này ta thưởng mà. Bài bài về bánh mì ba lẻ. Dạ. Bánh mì ba lẻ này Triệu đâu? Phú ở Hawaii. Hawaii. Cái câu chuyện đó rất là hay. Tại vì nó hay là do Ngọc Lan cùng với Thiên An khi mà đi thực hiện cái phóng sự này á, thật sự á, khi đến đó rồi mới hỏi là làm ơn cho biết là ở đây á, cái người Việt nào là giàu nhất. Thì cái đó là gặp ở sân bay ha, ở sân bay Los á. Cái gặp tự nhiên đi tình cờ gặp hai ông bà đó, nói là ở đâu thì họ nói rằng là đến Hawaii á có hai người mà giàu nhất, đó là ông chủ bánh mì ba lẹ và một người nữa làm nghề đánh cá.
Thế là Ngọc Lan cứ Thiên An theo đó đi kiếm hỏi mấy ông taxi, chỉ đến chỗ được bánh mì ba lẹ. Thì gặp mấy phỏng vấn được cái anh này thì cái câu chuyện đó bắt đầu cũng của một thuyền nhân. Rồi khi qua đây rồi lái xe để đưa người ta đi đánh bài, mà trên xe lắp phát bánh mì á. Và khi phát bánh mì như vậy, rồi từ cái đó rồi cái ông chủ bánh mì ba lẹ mới rủ anh này đi qua bên Hawaii mở tiệm bánh mì. Và anh đã bắt đầu như thế nào từ những ngày nhồi bột bằng tay làm bánh mì, bánh bao, mà bây giờ là cái hãng bánh đó, đó đã cung cấp cho khắp các hệ thống nhà hàng khách sạn ở Hawaii ra làm sao, và anh ta trở thành một triệu phú ở đó. Nay nghe Ngọc Lan nói bất ngờ, từ đó gặp hai vợ chồng ông triệu phú đó ngay phi trường Lốt, chứ té ra cái ông ở phi trường Lốt là ông chị thôi. Chị, dạ chị. Nếu mà gặp ông triệu phú là thôi là ông cứng lưỡi, cứng lưỡi. Tôi giàu nhất còn ai nữa bây giờ. Câu hỏi cuối cùng. Ủa hỏi nữa hả? Cuối cùng thôi. Okay. Về cái này, về để kỹ thuật. Okay. Bây giờ xuất nhà, giờ báo người Việt xuất bản này rồi, bây giờ mua bán như nào? Nếu người ta muốn cần mua, cần liên lạc ai như nào, chừng nào xuất bản vân vân, phải cho khán giả biết chứ. Cái quyển sách này nó rất là dày. Hiện bây giờ đó, đây là trong tay Ngọc Lan hay trên tay anh Đỗ Dũng có là những quyển sách đầu tiên hết. Và theo cái bây giờ mà cái cách thức mới bây giờ đó, không phải là in ra 1000 cuốn để trong tòa soạn đâu, mà nhiều khi gọi đến order thì mới in theo cái nhu cầu của, gọi là print on demand. Dạ, yeah, theo yêu cầu của độc giả. Độc giả. Dạ, yeah. Thì mọi những cái chi tiết đó đó, độc giả vui lòng gọi đến tòa soạn Nhật báo Người Việt. Đó là ở số 714-892-9414, 714-892-9414. Nói rằng là tôi muốn đặt mua sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, thì sẽ được giải đáp hết tất cả. Nếu quý vị không nhớ tựa này, tựa này hơi dài, Hành trình cộng đồng Người Việt trên đất Mỹ, quý vị cứ gọi đến số 714-892-9414, nói cho tôi gặp cô Ngọc Lan, thì quý vị cũng được. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Lan và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Dạ, nhớ tặng quà.